Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cùng Người Bi Channel của chúng ta. Thì mình đang phải ngồi rất là bần để trên tay cho các bạn một sản phẩm mới nhất đến từ Asus, đó chính là chiếc Asus MacBook M2. Thì đây là một phiên bản thế hệ thứ hai của so với chiếc Asus MacBook M1 của năm ngoái. Thì chúng ta hãy cùng nhau mở hộp xem bên trong nó có gì thú vị nhé. Thì sau khi mình mở hộp ra thì chúng ta sẽ gặp ngay đó chính là cái quay chụp sim nè. Và ra bên trong thì chúng ta sẽ có cái sách hướng dẫn sử dụng. Và chúng ta sẽ có một số con tem. Ok, tiếp theo thì bên trong đó chúng ta sẽ có một chiếc máy thì chúng ta sẽ để sau nha. Chúng ta sẽ chia sẻ bên trong trước. Và mở phần trong này ra thì chúng ta sẽ có một cái cục sạc. Theo mình thấy cục sạc này cũng không có lớn lắm. Và cái nguồn ra của nó là 5V 2A là không phải sạc nhanh. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại nhân vật chính của chúng ta, chính là chiếc Asus Zenfone MacBook M2. Thì ở phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một số thông tin chi tiết cơ bản như là Max Performance, Max Battery cũng như là Max Durability. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau bóc máy ra và khởi động máy lên. Ok, vậy thì mình cũng đã khởi động hoàn tất xong chiếc máy. Thì mình sẽ chia sẻ cảm quan bên ngoài trước. Thì theo như Asus có công bố, đây là mặt lưng không phải bằng kính, nhưng nó được sử dụng chất liệu khác so với chiếc Asus MacBook M1. Thế nên là mình cầm có cảm giác rất là giống mặt kính, cũng như nó rất là sang trọng. Tuy nhiên thì nó không phải là mặt kính. Và phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay nè, logo Asus cũng như là cụm camera kép. Và chúng ta quay sang phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình tay thọ 6,3 inch độ phân giải Full HD Plus. Và ra thì chúng ta sẽ được Asus trang bị stock Android là Android thuần, là Android 8.1. Về phần giao diện thì chúng ta sẽ không có quá nhiều đặc sắc, cũng như là mình cảm thấy rất là ấn tượng khi Asus đã loại bỏ hoàn toàn bloatware đến từ nhà hàng sản xuất, chỉ để giữ lại một số ứng dụng của Google. Và mình sẽ cùng nhau chia sẻ về phần camera. Ok, thì đến phần camera thì chúng ta vẫn sẽ có giao diện rất là quen thuộc. Camera chúng ta có thể lên nét tự động nè. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có chế độ chụp beauty, tùy chỉnh nhiều cái. Chúng ta có thể điều chỉnh làm trắng hoặc không là làm mềm da, nói chung nhiều thứ các kiểu. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một chế độ nữa mình rất thích, đó chính là chế độ chuyên nghiệp. Thì ở chế độ này thì Asus đã cho chúng ta được tùy biến nhiều thứ như là lấy nét nè, tốc độ chụp nè, ISO hay là EV qua 3 lần. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ còn các chế độ như sau là HDR, chụp phong cảnh, thể thao, chụp hoa, ngược sáng, ánh sáng nến, hoàng hôn. Nói chung là Asus đã được trang bị rất là nhiều tính năng trên chiếc camera này. Và nếu như mình có máy trên tay nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ cũng như đánh giá thật là chi tiết về phần camera của chiếc máy này. Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ về phần cấu hình của chiếc Asus MacBook M2 này. Nó sẽ được trang bị là con chip của Qualcomm Snapdragon 660. Nó có 4GB cũng như là 64GB bộ nhớ trong. Và ngoài ra thì nó vẫn sẽ được giữ dung lượng pin lên tới 5000mAh, vẫn ngang bằng so với thế hệ M1. Tuy nhiên thì mình thấy cái trọng lượng của nó khá nhẹ hơn nhiều so với chiếc Asus MacBook M1. Về phần camera thì nó sẽ được trang bị là camera kép, một cái là 12MP f1.8 cũng như là một cái là 50MP f2.4. Ok, và phần camera trước thì nó cũng sẽ được trang bị camera lên tới 13MP. Thì nãy mình quên mất là chưa coi thử camera trước nó có chế độ nhiều hay là tính năng gì. Thì mình đã bật camera trước thì nó sẽ có tính năng làm đẹp nè. Nó cũng y chang là camera sau. Ngoài ra thì nó còn có các chế độ như là chụp thể thao, hoa, ngược sáng, ánh sáng lớn. Wow, mấy cái chế độ này cũng có chụp cả camera trước luôn hả? Ồ, còn có cả chế độ chân dung làm đẹp nữa. Nó có hiệu ứng xóa phông nè, xóa phông sau và xóa luôn cả anh cameraman luôn. Ok, vậy là vừa mình cũng đã chia sẻ hầu như là toàn bộ tổng thể về chiếc máy này. Thì nếu như sau này mình sẽ gạ cho anh sếp là nếu như mình sẽ mượn con máy này lâu hơn nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về cấu hình nè, hiệu năng nè, về con chip 660 nè, hay là về camera của sản phẩm này. Thì nếu như sau này mình có thì mình sẽ làm trên tay cho các bạn nhiều bài hơn. Ok, thì nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên bấm like để lại một subscribe cho kênh B Channel nha. Và mình là Sơn đến từ B Channel và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.